rủ hai vợ chồng mình tối nay đi ăn chung đó. Sao tự nhiên ba lại rủ vợ chồng mình đi ăn? Thì tại ba nói ba có 4 vé đi ăn cho nên rủ hai chồng mình đi ăn chung. 4 vé? Ừ. Em, anh với ba. Anh đừng nói với em á, người thứ tư là cô Lệ Liễu nha. Anh đâu có nói đâu, em nói rồi đó. Anh bị đen hả? Tại ba nói có dư 4 vé cho nên ba rủ hai chồng mình đi chung. Không đi, không đi, em không đi. Anh bị điên hả, rủ em đi vậy? Không đi thôi, mắc gì tự nhiên chửi người ta điên. Mà em sao vậy? Lâu rồi hai chồng mình đâu có ăn món Âu đâu, đi đại đi. Không thích ăn, không thích ăn gì hết đó. Chỉ thích ăn đồ Việt Nam thôi, không thích ăn đồ Tây, đồ Tàu, đồ Âu gì hết đó, được chưa? Nhưng mà còn anh thích ăn đồ Âu. Nếu chơi thôi làm dữ. Sao rồi ông? Con bé không chịu đi đúng không? Không hiểu cái con nhỏ này nó giống ai mà sao tính tình nó khó chịu quá. Thôi coi như hai đứa mình đi ăn thôi. Không được đâu, ông gọi lại một lần nữa đi, để tôi nói chuyện với nó cho. Thôi kệ nó đi bà. Sao mà kệ được chứ? Tôi với con bé cứ căng thẳng như vậy hoài á, lỡ ra mắt tính sao đây? Phải giải quyết cho xong đi chứ ông. Thiệt tình tôi cũng biết tính sao nữa. Bởi vì tôi mới nói hôm nay là cơ hội tốt đó. Nè, con bé có nhà mà, đúng không? Lâu quá không gặp. Dạ. Vợ con ở trong hả? Dạ, vợ con ở trong. Em ơi! Alo, tôi nghe đây, có chuyện gì vậy? Mình đi con. Cô Qua, chào cô nha. Chào cô mới tới hả? Xin lỗi nha, mọi người đi ăn đi. Hôm nay con có hẹn với bạn rồi, con đi có chuyện gấp nên con không đi ăn được đâu. Cô Qua, mình đi chung đi cô. Tôi có chuyện rất là quan trọng nói với cô đó. Hai người đi ăn là vui vẻ rồi, con có chuyện bận cho nên con không đi được đâu. Cô bận cũng không sao, bận xong rồi về đây nha, tôi sẽ chờ ở đây. Không, mình dính chút thời gian thôi con ha. Không cần phải chờ con đâu ba, về đi nha. Cô Qua. Tới ba con đi. Cô Qua à, nè. Nè cô Qua à, tôi chờ cô đó nha, cô Qua. Thôi, thiệt tình con nhỏ này, đi ăn một chút thì có mất mát cái gì đâu. Ba ơi, ba ơi. Cái gì? Ba tới công ty với con liền đi ba. Ủa sao vậy? Ở công ty mới gọi là có đoàn kiểm tra thực phẩm đang tới á. Ủa vậy hả? Dạ. Chà. Không sao, tôi hiểu mà. Ông cứ đi đi. Tôi chờ ở đây, chờ mọi người ở đây đó, không sao đâu. Chờ hả? Dạ. Dạ, con đi nha cô. Không sao. Nhưng mà có cái là chờ ở đây rồi. Không sao, tôi biết mà. Bà một mình có buồn hay không? Không sao hết, ông cứ lo chuyện của ông đi. Anh ơi. Chút xíu tôi về. Ok, tôi biết mà. Rồi. Mấy người này kỳ thiệt á. Biết là mình ngồi chờ ở đây mà không ai chịu về nữa. Ôi trời ơi, sao đói bụng quá. Ôi trời ơi, đói quá. Alo, tôi nghe nè. Xin lỗi bà nha, tôi đang trên đường về nè, ráng đợi tôi chút nha. Không sao, ông cứ từ từ mà về nha. Thank you.
xin lỗi. Ông về rồi hả? Xin lỗi. Ủa con qua chưa về hả? À, dạ, dạ chưa. Trời ơi, nãy giờ là ngồi đây bà chờ, rồi chưa ăn uống gì hết hả? À, dạ, không sao đâu ông. Không mấy tôi lấy cái gì cho bà ăn nha. Không cần đâu mà. Bà, mày gọi liền cho vợ mày dạ, đi. Dạ, con đang gọi nè. Ừ, nó đi đâu mà giờ này nó cũng chưa về nữa, để người ta phải chờ đợi á. Sao rồi? Alo, em về tới chưa? Hả? Rồi. Bà, vợ con về tới rồi. Đó, bây giờ mới chịu ngồi về. Rồi bắt người ta phải chờ đợi vậy đó. Bà con mới về. Nè. Sao mà con về trễ vậy? Con biết là người ta đang chờ con không? Con đã nói là con không muốn đi mà. Con ăn nói cái gì vậy? Hả? Con có biết là ba với thằng Ngọc là phải bận việc ở công ty, rồi cô Liễu phải ngồi đây chờ nè, chưa ăn uống cái gì hết đó. Nhưng mà con đã nói với ba là con không muốn đi. Cô Hoa, đi chung cho vui nha. Đi nha con. Con xin lỗi, mọi người đi. Hoa! Cô chịu khó ngủ nước trà đợi chút nha cô. Không sao. Ôi trời ơi, sao ngứa dữ vậy anh nè. Em đã nói không đi là không đi mà. Con sao vậy? Sao là sao chứ ba. Con không thích đi. Không lẽ cái quyền từ chối con cũng không có nữa hả? Đi con. Con như ba năn nỉ con đó. Chỉ một lần này thôi. Đúng rồi, đi. Chút xíu thôi, coi như gì ba. Mình đi, mình đi thôi. Con qua sao ông? Dạ, xin lỗi để cô đợi lâu nha. Không sao. Dạ, con xuống tới rồi nè. Xuống đây, lẹ quá. Mình đi. Đi thôi. Cái môi của con. Hả, cô Liễu? Cái môi của bà bị cái gì? Tôi bị sao? Cô bị ngải phù hả? Sao? Gọi cấp cứu, lên. Cấp cứu. Ngồi đây. Cấp cứu. Bà ấy bị là sao vậy bác sĩ? Dạ, bà ấy bị dị ứng thức ăn. Bác ơi, tối nay bác có ăn cái gì lạ không vậy bác? Chiều tối giờ trời chưa ăn cái gì hết đó bác sĩ. Vậy hả? Bác ơi, bác chưa ăn gì thiệt hả bác? Tôi nói rồi đó, thì chiều tối giờ bác chưa ăn cái gì hết. Nếu mà chưa ăn gì thì... Tôi ăn rồi. Hả? Bà ăn cái gì? Ăn nào hay vậy? Đã nói ăn rồi mà. Đói quá thì phải ăn thôi chứ. Mà ăn là ăn cái gì mới được? Thì mấy món dưới bếp, trong tủ lạnh nhà ông đó. Mấy cái chả giò, rồi ít cháo, cành rau nữa. Nè cô Liễu à, có khi nào cô dị ứng tôm không? Trong ba món đó món nào cũng có tôm hết á.